Hello, xin chào tất cả anh em quay trở lại channel của mình là Bình Vui Vẻ. Thì hôm nay sẽ là một màn gọi là một màn troll và cũng như là một cái màn test đó, thì giống như là để mà xem thử hai đứa cháu của mình là Vi và Phương, thử xem hai đứa nó là còn gọi là còn zin hay không. Ok, thì nói chung là làm clip cho vui thôi, chứ còn cái chuyện đó thì là cũng không phải là một vấn đề quan trọng gì hết. Ok mọi người, thì mọi người cũng đã nghe đến cái chuyện mà trừ ma bằng nước tiểu đồng tử đúng không? Nước tiểu đồng tử là nước mà nước tiểu của người còn trinh đó mọi người ạ. Ok, hôm nay thì mình cũng chuẩn bị ở đây một chai nước, thì đây là nước suối và mình có đổ ở đây một chút bia, và đặc biệt là để có mùi khai thì là phải có là bột khai nha mọi người nha. Còn bột khai là gì thì mọi người, nếu mà ai muốn làm clip troll thì có thể lên Google search tìm bột khai. Đó. Và đây là một cái sắp giấy quỳ tím này mọi người. Đây là giấy quỳ tím nha. Đó, giấy quỳ. Đó, nếu mà ngày xưa mọi người đi học hóa, đây là giấy quỳ. Nếu mà ngày xưa mọi người đi học hóa thì mọi người biết là nếu mà giấy quỳ mà bỏ vào trong nước á, đây là nước lọc bình thường mà. Đó, thì mình bỏ vào thì nó sẽ không đổi màu, nhưng mà mình bỏ vào nước tiểu của mình á thì nó sẽ đổi màu. Ok mọi người nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ mang cái chai nước này qua và mang cái giấy quỳ này qua, và mình sẽ nói với Phương Văn Vi là cho mình xin cái nước gọi là nước tiểu đồng tử. Nhưng mà chắc chắn là khi mà thử lên á thì mình sẽ nói là nếu mà nước tiểu mà của mình còn zin á thì sẽ không đổi màu. Đó, ví dụ trong chai nước của mình này nè. Đó, mình sẽ nói là mình còn zin mà mình sẽ test là không đổi màu. Đó, bởi vì là chai nước này là chỉ chai nước lọc thôi. Và còn nếu mà người mà mất zin rồi thì gì quỳ tím này sẽ đổi màu. Ok, anh em hiểu được cái màn troll của mình rồi đúng không? Ok, và màn troll như thế nào? Bây giờ mình sẽ cầm cái chai nước này và cầm cái giấy quỳ này qua nhà của Phương và Vinh. Ok, mọi người nhớ theo dõi hết màn troll của mình ngày hôm nay nhé. Phương Vi ơi! Dạ? Anh đang làm gì á? Gì? Hai đứa ra đây anh nhờ tí được không? Hai đứa hai đồ có follow cao anh nhờ tí. Trời gì trời, muốn lộn cái gì? Gì đứng chắp tay gì trời? Không có gì đâu, để nó ngồi đấy thôi. Vì bữa sau em mua cái ghế nào mà được ba người ngồi đấy. Không có. Ngồi đây anh nhờ tí. Nó có ngủ ý đó anh. Facebook bữa nay tương tác tốt không? Cũng được. Mà bữa giờ không có đăng hình. Thôi, Facebook bữa nay em tương tác tốt không? Không, tương tác yếu. Ấp hình thành mấy ca hay không mà tương tác yếu. Sao? Chuyện gì? Bán gì? Nghe cái mùi thử. Cái gì ghê vậy? Ông nội nhìn nước đá vậy? Công nhận Vi có cái ánh mắt gọi là tinh tường, nhìn phát biết nước đá luôn. Nước đá mà. Phải suốt rồi còn cái trời nước đá kêu người ta hở. Ông lát. Ý là anh tính là nhờ hai đứa chụp cái hình chai nước đá của anh up Facebook giùm với. Có bị điên không? Chưa nói xong mà thấy nè. Đẹp chứ đâu đi. Chưa nói xong mấy đứa này. Ý là vậy nè, anh mới đi coi thầy. Thầy nói là anh bị kiểu giống như là người âm theo. Mà đúng là có nghĩa là anh lâu lâu là anh hay anh buổi tối anh đi vệ sinh hay này kia là. Anh... Hồi nãy nói mày trong phòng tự nhiên giờ. Lâu anh gặp. Vi cũng gặp à? Hay sao mà không? Không có. Nói đi bè. Em bà mẹ à? Không có. Ồ vậy là nếu mà anh nói xong cái này có khi là anh cho em một ít về em dùng được luôn nè. Kinh vãi cho nước đái. Có nghĩa là vậy. Kêu là bây giờ nếu mà thầy nói nếu bây giờ con mà muốn thoát được cái cảnh mà bị ma nó theo như vậy á, thì nếu mà lỡ mà con mà thấy á, thì con lấy cái nước tiểu đồng tử á, con tạt lên. Tiểu đồng tử đó. Gì trời? Những cái lúc mà nguy hiểm vậy con lấy tiểu đồng tử con tạt lên. Tiểu đồng tử là cái gì? Không biết tiểu đồng tử là cái gì hả? Nhi đồng, nước đá của nhi đồng, nước đá của chị con. Tiểu đồng tử, tiểu là nhỏ. Tiểu không, tiểu là nước tiểu. Tiểu là đồng. Đồng là đồng. Nhi đồng. Không, đồng tử là đồng là CU. Nước tiểu đồng tử là nước đá của người cùng trinh. Rồi anh định ra làm gì? Con này nó hỏi câu rồi. Thì để làm chuyện ma chứ làm gì? Nhưng mà phải người con chinh nha. Ủa anh con chinh hả? Ủa kìa. Ma nhập thiệt rồi. Thầy nói đúng á.
Chứ em nghĩ sao vậy Phước? Bộ anh nghĩ còn chinh nữa. Anh nghĩ, ủa sao lại nghĩ ta? Bộ anh tưởng còn chinh nữa. Ô tự thì anh còn cho nó, anh còn chứ sao ta con này? Vì anh nói là em thấy hợp lý không đúng không? Nó muộn quá. Ở hai cái đứa này. Có nghĩa là bây giờ nè, nước tiểu này á, là chỉ có người còn chinh thì mới chạy được chịu nha. Chứ người mà ai mà mất chinh rồi mà tạt lên có tạt cả ngày, có bắt con nào uống nó cũng không sẽ siêu thoát được. Mà uống nước đá rồi. Phải, ý là anh nói ví dụ thôi, còn phải nước đá kiểu như anh này nè, chỉ cần tạt một giọt lên thôi. Bữa giờ anh đái thấy mẹ luôn, anh đái quá mà bây giờ anh muốn sỏi thận cho nên là anh đang muốn tìm thêm một cái một người khác cho nên mẹ của em chụp cái chai nước đái này lên của anh lên xong tìm Facebook giùm anh với. Là tìm người còn chinh. Ai còn chinh thì cho anh xin nước đá anh mua làm sao 100 ngàn. Chị nhỏ, không cần. Xa tận chân trời gần ngay chút mắt. Hả? Đó là tụi em đây. Cái gì mời anh lấy rẻ thôi, tình anh em lấy. Anh lại phát lại một lần nữa nha. Má, mệt anh là kìa. Nước tiểu đồng tử là nước đái của người còn chinh. Ừ. Nhưng mà tụi bay biết còn chinh là sao không? Là còn chinh nè, tụi em còn. Còn chinh là sao? Còn chinh là còn chinh. Còn chinh là còn chinh. Còn chinh là còn chinh là sao? Còn chinh là còn chinh. Còn chinh là chưa mất chinh. Nhưng mà chinh là cái gì? Chinh là chinh chữ tiết. Chinh là in in chinh. Chinh là chinh tiết. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Để hai đứa em kêu con tiết. Hả? Ừ. Làm sao trời? Nè. Anh có nghĩa là hai đứa đang nghĩ là anh đang giỡn không? Anh đang rất tốt. Ủa em tốt mà. Bởi vì là cái nước này là thải của người còn chinh thiệt. Thì là nó mới có tác dụng. Hiểu không? Nhưng mà tụi em đang nói thiệt mà. Chứ còn nước tiểu bình thường là chả có tác dụng gì hết, em hiểu không? Ừ, nhưng mà em chưa có mất chinh mà. Ủa tụi em còn chinh mà. Chứ anh mất chinh chưa? Chỉ có anh á, chỉ có anh là anh đang ảo tưởng anh á, anh còn chinh. Dạ, thế bà nội kêu còn chinh. Ồ, làm như mình ngây thơ. Thế là nó mẹ chán quá, anh không có giỡn nha. Thôi bây giờ ấp dùm anh lên Facebook đi. Đây nè, hai tụi em nè. Vô đây lấy ra thử nè đi. Chào ông tin coi. Bực bội. Lấy ra thử luôn, cho ngửi luôn. Thôi mà hai đứa mày mình nó còn chinh còn chinh thiệt. Mày nói thiệt. Thiệt. Còn chinh thiệt. Bọn mày chinh nổi chân lông hả? Chỉ có anh mới là mất chinh thôi chứ bọn em còn chinh. Anh đừng có nghĩ ai cũng như anh. Trời nước cũng như ta đây mà cứ. Hai đứa mày là khẳng định hai mày còn chinh đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nè, đây nước của anh. Bây giờ anh sẽ là bây giờ nè, có nghĩa là cái nước của người cùng nước tiểu của người cùng gin á, là mình lấy giấy quỳ á, mình bỏ vô là nó sẽ không đổi màu. Còn cái nước tiểu của mấy người mất gin là để vô phát là nó ra màu đỏ. Hai đứa mày dám tự tin khẳng định không? Có. Khẳng định. Đợi để anh có mang xác định ở nhà anh nghe kiểu gì là có khả năng đó rồi, cho nên là anh chụp ít quen qua. À đu. Anh có mang hai cái ly theo. Lấy mẫu đi hai đứa. Đá vào đây hả? Đi uống nước đi, rồi đá vào đây. Phải đi tự nhiên đi uống nước. Ừ. Nếu không mất đá thì không mất đá rồi thì khỏi uống nước. Đó làm sao lấy nước ở đây? Anh chứng minh cho mà coi. Gì đó? Ủa sao thiệt? Nên tự nhiên tiểu ra đây á. Rồi đây là hai đứa đi vô phòng đi, tôi đi vệ sinh lúc nào có thì ra đây gọi anh. Nha. Rồi đây tao cho tụi mày chứng minh. Tự tin quá hai đứa này đúng. Tụi mày bớt đi. Mà anh chứng minh bằng gì? Không, bữa mới kêu là mất từ năm lớp 8 đứa kia mất từ năm lớp 9. Thôi nào. Bây giờ ra đây kêu con. Thì là em chứng minh quan chức đi. Ừ. Anh chứng minh tụi em sao? Mang ở đây anh làm luôn một lần luôn cho nè. Đi đi. Mệt mỏi, người thấm ra ướt cái này rồi sao? Đó chứ tụi mày dám nói tụi mày khẳng định nếu á hai đứa mà còn gì đúng không? Một chai nước anh mua 1 triệu. Wow. Ok chưa? Rồi, lấy mẫu đi. Mày cười quá đi mày. Chịu không nổi luôn. Bây giờ để anh nói lại nước tiểu như này nha. Nhanh nha hai đứa.
Không, không thì uống nước đi. Được. Không dơ thế nào, xong chưa? Lâu vậy? Tới mày kìa. Chết mẹ dính tay rồi. Cứu tôi ơi. Cứu tôi ơi. Cứu tôi. Mày bắn người ta mày. Được rồi. Thế mày à, đợi, 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 đợi. Mày xong chưa? Mày đâu vậy? Đi. Bỏ đây. Rồi anh nhìn nó tái bọn em không? Đúng rồi đúng. Có tao mấy mày với mày, tụi mày nhìn tao được mà. Thôi thay đi nha. Cái gì thay? Thôi thay đi nha. Ê tự nhiên cái ra cái đầu lặng. Ờ. 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 Bây giờ mày đây là của Vi nè. Ờ. Nhá. Ờ. Tao phải đánh dấu cho tí là bọn mày cãi. Có cái khăn là của Vi nè. Nha. Thì chứ nó mày là. Để em nói ơi, còn nói nữa. Bây giờ anh nói lại nè. Tết ra đúng chưa? Mà dĩ quỳ á, nó về nó nóng mà về nó đỏ á, là hai đứa mày mất riêng nhá, đúng chưa? Còn nếu mà nó không đổi là đứa còn riêng thật. Ai nói với anh định lý đấy vậy? Anh em cũng ngồi đi điên à? Vậy hả? Chứ giờ không biết hả? Để đi còn đủ nữa thôi. Đây là chị cho anh đàng hoàng đây nè, em mua cho anh một sắp dĩ quỳ đàng hoàng để mà anh đi trong quá trình anh mua anh Tết này. Ủa nhớ hồi đó cái nhớ hồi đó học khóa học có phải quỳ tím có phải như vậy đâu trời? Quỳ tím là một cái tấm giấy cứng. Chứ cái đây là tấm giấy gì em? Tao đưa tao đây, thử coi. Nè, nó có độ pH đây nè, đây trên này nè, con này. Tới nha, bây giờ là tao phải quay lại cái điện thoại cái cảnh này nha. Ờ, quay chơi. Không, anh quay lại vườn điện thoại của Vi quay nha. Anh dí vô cái camera là được mà. Tao quay lại cảnh Tết này để bọn mày cắn nha. Không cắn nha. Không chứ cắn nha. Rồi, mày dùng tấm đó để cho thấy mắt khác. Chốt cho Vi nha. Bỏ vô đi. Ok, thế bây giờ là sẽ ăn giấy nè. Rồi, ok, anh có nước đá của anh đây nè. Trời ơi. Ủa, cái này sao nãy giờ? Trời ơi, đúng rồi đó. Mùi lắm á. Kinh vãi. Thế là đổ đó đi trời. Đây là nước đá của anh nha. Rồi, của đây là của Vi nè. Rồi, đây là của Phương nè. Rồi, mỗi người một tờ đi. Mỗi người một tờ. Tôi có rồi. Rồi, Tết nha. Đúng rồi. Rồi, bây giờ từ từ. Phương đâu? Rồi, Nhúng nè. 3, 2, 1, nhúng. Ê, ê, sao nó bỏ cái này vậy? Đấy, rồi bỏ ra. Bỏ lên bàn, đấy. Cái à, sao nó lại đỏ? Sao kìa mày? Đây nha, cái quả nha. Đâu, quả anh đâu, em coi thử. Em nhúng đi nha. Đó, rồi, nhúng vào. Khoan tự nhúng đi, em sợ dính nước đáy không? Đây nha, của đây là của anh nha. Phải. Sao lỗ này vậy? Lại hai mẹ phần gì? Ủa? Xin hai mẹ cãi nữa đi. Ủa còn thiệt bố bộ. Em mà tính ra anh rảnh ghê luôn, anh đi test ra hai đứa mày chi luôn á. Cái hai đứa mày, hai đứa mà tự nhiên mình đi đi. Cái này bị sai rồi. Sao sai? Không biết. Bọn mày mà bảo bọn mày còn gym mà mở mồm mà còn gym mà không biết ngại mồm à. Ê mà mình biết vậy là mình cùng đi test với hai đứa nó chi ta. Biết rồi nè, em còn thiệt. Em cũng còn mà. Em mới có 18 tuổi chứ bộ. Đừng nói lý. Đừng nói gì. Bằng chứng đàng hoàng, nói là phải này có. Này không phải quỳ tím. Đây là tụi anh gài em. Rồi bây giờ một cái khác xuống. Ok, bây giờ là một tờ khác, bây giờ cho tụi em chọn luôn. Không. Một tờ khác. Đâu. Rồi, một tờ khác đi. Em rất là lo luôn. Đấy. Là sao? Nè, đỏ là máu. Thôi, đỏ là mất chinh. Cái này là mất chinh rồi. À, à mất chinh rồi. Đổi nha. Thôi, hai đứa mày, tôi lấy đổi đi. Ta tự hồn của tao. Sao là mất chinh đâu? Thế là cũng nghĩ. Ông cho mình á. Cũng gài mình. Đúng. Chắc chắn rồi, chà mà mất sinh rồi. Thế là được rồi. Bây giờ ok. Anh nói thêm một lần nữa nha. Vì hai đứa vẫn khẳng định là hai đứa còn trên. Cái đó không đúng đúng không? Hai đứa nói là hai đứa cái đó không đúng không? Đúng. Rồi bây giờ Phương đi vô. Phương đi vô nhà phòng trước. Ờ. Hai ngồi đây test Vi. Test gì?
có tết có người con chính không? Không sao, sao được, nghĩ sao vậy trời? Tết là tao tao có cái bài tết dân gian bình thường ba. Chứ ba tưởng cái gì? Tết gì? Tết em coi nữa. Không, xong rồi đến em. Nó hồi nãy phải gì tắt ra rồi. Chứ không là con kia nó biết là nó bị phòng vệ. Đem hai cái ly nước đá vô đổ. Ngon lắm nội ơi, ghê quá. Mày làm cái gì? Ông vào đây. Em ngồi đợi nhá. Khẳng định là con Jim 100%. Đúng không? Không bao giờ nghĩ là mình mất. Chưa có mất mà, không nghĩ được. Chưa có mất là mất nhiều phải nghĩ đúng không? Đúng, chứ xác. Mất gì nha, mày mất gì. Đấy, kéo mặt mày mà con Jim. Mày biến vào kia luôn, kéo con kia ra đây. Lên lên. Con Jim không bao giờ mà đầu phát mà nhảy gần như thế. Anh ngồi đây. Mày ngồi đấy. Nhưng mà anh biết rồi. Không biết gì, người còn Jim lúc nào nó chả thế. Đây. Không. Bây giờ con đến mai là mất luôn. Cũng vậy. Con còn Jim đây chả thế. Được, mày phương đây, phương đây. Mày nhìn hết, nhìn hết không mở mồm, phương đây. Mày đừng đừng nói gì hết nha mày nha, đi nha. Phương đây ngồi. Dạ. Phương đây ngồi. Em bây giờ vẫn khẳng định là em còn Jim. Ờ. 100%. Ờ. Vì là Jim kiểu luôn. Không có gì đấy đúng không? Đấy, thế bạn còn Jim. Thế mà mày bảo mày còn Jim. Còn Jim người ta chọc lách bất ngờ không bao giờ nhột. Chọc lách không bao giờ nhột hết. Đi ra ngồi cho con. Biết rồi. Anh không có bao bất ngờ. Nhột đi. Bởi vì người ta Jim. Nhột. Không phải, không phải, tao nghĩ sao đến bây giờ tao thay vì phải đi lo kiếm cái nước tiểu đồng tử thì tao phải ngồi đây cãi tranh luận với hai cái đứa mất Jim này ta. Anh mới là mất Jim á. Mất cười. Hai cái đứa mất Jim này thiệt chứ. Còn mà. Còn cái gì mà còn. Hai đứa này. Bây giờ ngồi lần nữa nha. Ngồi về thế. Cuối cùng. Làm gì? Bây giờ trong. Bây giờ phương là một cách cuối cùng. Ok. Ừ. Đi vào trong. Làm gì? Em ngồi lại vào đấy rồi đi. Em vào đấy. Ngủ quá à. Hành tác quá đi. Hành tác con Phương trước. Em ngồi vào nhá. Không được nói gì nhá. Bây giờ mới là bài test nha. Mình còn gì thì mình cứ tự tin. Không có gì phải sợ. Ok. Con mèo kia sao? Mèo. Mèo kia mèo đúng không? Con chó kia làm sao? Không đâu rồi. Cô tới ngồi rồi. Lúc em với người yêu liếu lời em kia làm sao? Thấy chưa? Dễ không mày kêu mày còn gì? Một nữa. Mày có gì? Đó, được. Thấy chưa? Nó kêu, ơ, đau nha. Ok, mày đi vô kia. Mày muốn, thôi đi vô kia. Đi vô. Ai chơi chỗ này? Không cãi nữa. Mày muốn đi. Đi vô. Đi vô, im lặng nha, đi vô. Im lặng, im lặng. Vì đây. Về đây. Và Vy ngồi đây về đây. Gì nữa là quá gì? Anh vừa mới test xong, Phương nó cũng nhận là nó mất Jim luôn rồi. Còn mỗi mình em thôi, em tự tin đúng không? Mình phải khác biệt đúng không? Chắc chắn. Lúc mà mới ngủ dậy mình như thế nào? Không, mình như thế nào? Mình á. Nhát như thế nào? Ok. Con chi kê luôn à? Chi con chi? Con chi chít à? Con gà kê như thế nào? Lúc mà em với người yêu ấy ấy thì em kêu như thế nào? Mày đau quá ở đấy. Thấy chưa? Mất gì luôn, đi vào. Đi vào luôn. Đi vào luôn. Đấy. Thế thì kìa. Phương ơi. Phương. Ta đâu vậy à, là từ đầu lớp em với người yêu ấy là đâu vậy cứt à? À thì đó là thế. Thôi thế tóm lại như vậy. Anh quyết định anh không mua nước tiểu của hai đứa nữa. Anh đã đi về. Anh đã quá cất công rồi. Đi về. Thế bây giờ hai đứa đang giùm anh đi. Đang ngủ quê, đi về. Thì không đang giùm anh đi chứ anh suy nghĩ anh sợ quá. Đau quá. Thôi bây giờ hai đứa đang ngủ giùm anh đi. Mà em đâu có đâu. Ê cô Trần, hồi đó em hay chạy xe đạp á, em hay chạy xe đạp đi học á. Cái đạp 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 gì nè em. Đạp xe đạp gì? Xe đạp kiểu xe đạp cao cao đúng không? Xe đạp mà cái yên mà cái nhó, hiểu không? Nhó.
có té giữa đường luôn. Dạ đúng rồi, hình như nãy giờ tụi mình cãi anh đúng rồi, anh nghi nghi rồi. Ủa chứ anh nói cái đó là em cái đó gọi là mất gen thụ động. Ủa hay vậy đâu thật búa em thật búa. Có xoạc không? Có xoạc. Ơi, trời ơi, có sợ lắm. Em sợ lắm bao nhiêu tuổi? Trời, cái trường mất quá. Lớp 2, lớp 3 là Vi đã xoạc rồi à? Ờ. Thế hèn gì nãy giờ em cũng gần bị mất chi thụ động luôn, không biết được đâu. Như con trai tụi anh thì nó khác. Không, chứ không phải đâu. Con trai thì nó khác. Còn con gái ví dụ như là ông té xe hay như em xoạc chân phát là nó bị luôn. Đúng không? Hiểu nhờ. Thế, cho nên là cũng không chắc chắn được. Nhưng mà có giúp anh đang thu hút được không? Không. Thì kiểu cầm như thế này nè. Phải cứ cầm nước đá chụp hình ra. Bây giờ nó, nếu như phòng môi thì kiểu như thế đó. Chứ mà đi. Ví dụ anh làm như thế nào? Mỗi chai hoa hồng mà anh trả tụi em 500 ngàn. Được không? Không, làm lại thử. Mỗi chai thì anh trả hoa hồng 500 ngàn. Đứng lại lại coi. Hả? Đứng lại lại. Không, em chứ không biết người anh nữa. Con này mới vào rồi. Thôi, thế là không ấy thôi nha. Không giúp được. Làm nãy giờ mất thời gian ghê gớm luôn á. Tốn mới giấy quyền. Anh mới lại mất thời gian của bọn em á. Đổ nó đá như kia. Mày đổ lên. Mày đổ lên. Nhưng mà tao không mất trên đâu. Nhưng tao không mất trên đâu. Hồi đó đi xe đạp mày bị té, mày mất đó, mày coi là đi. Vậy sao? Đi đi đổ đâu mới đi. Không ai thôi, tao đi về. Nha. Mày làm hai đứa này mất thời gian ghê gớm. Vậy đi.